Mọi người biết vì sao mà muốn mê An Giang đến vậy không? Mặc dù không phải là quê hương của mình, nhưng mà mình luôn có cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vùng đất này. Xứ sở thần tiên mà, đúng không? Mỗi người sẽ có một lý do riêng cho tên gọi này. Còn với Bửu á, thì là vì An Giang mang một cái nét đẹp giao thoa văn hóa đậm đà giữa bốn dân tộc anh em, giữa những tín ngưỡng tôn giáo và cảnh sắc thiên nhiên á, thì một mạc yên bình. Kể ra thì một năm 12 tháng, gần như lúc nào mình cũng sẽ có lý do về đây. Thích nhất là khoảng tháng 9, tháng 10 là mùa nước nổi, về để ăn mắm cá linh với bông điên điển, ta nói là dính luôn không lối về á. Tầm này thì rừng tràm Trà Sư bắt đầu đẹp, những cánh đồng ở Tri Tôn, Tịnh Biên cũng đã xanh mướt màu mạ non. Sang tháng 11, 12 thì thời tiết cũng dịu hơn, đồng lúa chín vàng ươm, cánh đồng Tà Bạ, núi Tô trở thành những điểm check-in hot hit nhất miền Tây. Bước qua tháng 1, tháng 2 dương lịch, cận Tết âm lịch đó, cũng là thời điểm mà khí hậu ở An Giang dễ chịu nhất. Mình đến những vùng cao như là Thiên Cám Sơn á, trời se lạnh và cảnh vật chuyển mình sang xuân trông rất là đẹp luôn á mọi người. Tháng 3, tháng 4 thì trời bắt đầu nóng dần lên, người dân Khmer chuẩn bị cho lễ Chô Tân Năm Thơ Mây, mà đây cũng là thời điểm về An Giang ăn thốt nốt á, là ngon nhất luôn. Nhắc đến thốt nốt thì có cái này hay lắm, Bụi muốn chia sẻ. Đố mọi người biết đây là cái gì? Là đường thốt nốt của An Giang đó mọi người. Nó là ở chỗ á, là cái lọ này không phải là dùng để ăn mà là mỹ phẩm giúp mình tẩy da chết, chăm sóc làn da mềm mịn đến từ thương hiệu Cocoon. Vậy tại sao lại có mặt trong video này? Thì vừa rồi Bửu về An Giang tham gia chiến dịch mùa hè tình nguyện cùng với tỉnh đoàn. Cocoon đã đồng hành và góp thêm kinh phí cho các công trình an sinh xã hội của tỉnh, làm mình càng yêu quý thương hiệu. Bửu cũng muốn quảng bá thêm cho sản phẩm vì sau một khoảng thời gian sử dụng á, mình thấy được hiệu quả của nó, vừa lành tính, an toàn cho người dùng, và qua cách này á còn có thể giúp cho bà con địa phương có thêm nguồn ra cho nông sản. Nó có mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu lắm. Cái tinh thể đường thốt nốt này đã được xử lý rồi, nhìn kích thước nó nhỏ hơn đúng không? Mình chà xát ở trên da thì nó không bị rát, và khi tắm sạch lại thì da mình mịn màng và mướt mát lắm luôn. Cầm cái lọ này trên tay và những gì mà Cocoon đã làm thì mình cảm nhận được tình cảm mà họ dành cho quê hương Việt Nam, từ những nguyên liệu đầu vào là cà phê Đắk Lắk nè, hoa sen Hậu Giang, hoa hồng Cao Bằng, nghệ Hưng Yên, và có cả dầu dừa Bến Tre quê Bửu nữa. Quay trở lại câu chuyện về An Giang chơi thì vào tháng 5 trời bắt đầu mưa lâm râm và hàng trăm sẽ cho trái. Tuổi thơ một thời nè mọi người, tự nhiên nhắc đến thèm quá chừng thèm. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì trời mưa nhiều, những con suối ở vùng Thất Sơn đầy nước sẽ rất là đẹp. Không biết là mọi người có cảm thấy giống như Bửu không, hay là vẻ đẹp lại nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Mỗi lần về đây thì Bửu cảm thấy là năng lượng chữa lành cực mạnh luôn. Mình được đi giữa hàng cây thốt nốt nè, uống mật hoa rồi ngồi ăn một cái ly mát lạnh, phải nói là bao nhiêu muộn phiền nó trôi đi hết luôn. Dịp lễ này nếu mà có thời gian thì mọi người nhớ về An Giang chơi nha.